Tối ngày 7 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp với Bộ Giao thông Vận tải và Sở ngành địa phương, các chuyên gia về sự cố bé trai rớt xuống trụ bê tông ở công trường cầu Rọc Sen. Cuộc họp đã thống nhất, hoàn thiện phương án và thành lập tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen để điều hành thi công phương án cứu hộ cứu nạn nhằm đưa thi thể cháu bé đang mắc kẹt ra bên ngoài. Sau khi bàn bạc, tỉnh đã thống nhất phương án nhổ ống trụ bê tông qua nhiều bước do hai đơn vị thi công cầu đường uy tín của Việt Nam tiến hành. Để nhổ ống trụ bê tông, cần thêm một cần cẩu 80 tấn hoặc ít nhất 50 tấn. Bổ sung cho hai cẩu 50 tấn và 35 tấn hiện có ở công trường. Như tuổi trẻ online đã thông tin, theo phương án đã được tỉnh thống nhất, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông, tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m. Đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gầu xúc, tạm gọi tầng 1. Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông, tạm gọi tầng 2. Sau đó, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoang nguồn xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ, sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhất trụ bê tông lên. Hiện các lực lượng tại hiện trường đang tiến hành đóng cọc ván thép có chiều dài 18m xung quanh trụ bê tông.